Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trương Trọng Tuấn, đang công tác tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về một cái bệnh cũng khá là thường gặp, đó là bệnh dại. Khi mà mình bị chó mèo cắn hoặc là cào cấu thì mình có nguy cơ bị mắc bệnh dại. Hiện nay thì số lượng người mà bị chó mèo cắn thì cũng nhiều. Do đó thì hôm nay tôi sẽ nhân việc này tôi sẽ trao đổi về cái vấn đề này để mọi người hiểu rõ hơn về bệnh dại. Cái bệnh dại thì nó là do một cái con virus nó gây ra. Thì con virus đó nó có tên khoa học là Lisa virus. Thì đặc điểm của con virus này á, là nó sống ở trong những cái con động vật có máu nóng, chẳng hạn như là chó, mèo hoặc là có thể là dơi, chuột thì nó cũng có. Khi mà nó sống ở trong cái những cái con vật đó thì nó sẽ làm cho con vật nó có những cái biểu hiện bất thường như là sợ ánh sáng, sợ tiếng động, rồi tăng tiết đàm nhớt, rồi kích thích, dễ tấn công người khác. Nên khi mà cái con vật nó bị bệnh dại á, nếu mà mình vô tình mình tiếp xúc với nó đó thì có khả năng là nó sẽ tấn công mình. Đặc biệt là những cái con vật mà gần gũi trong đời sống hàng ngày như là chó với mèo nè, thì khi mà nó cắn hoặc là cào cấu thì nó sẽ tạo vết thương. Thì khi vết thương có vết thương thở thì những con virus ở trong người, những cái con động vật đó thì nó sẽ lây lan qua sang mình, và từ những vết thương đó nó sẽ tấn công, nó đi theo những cái dây thần kinh ngoại biên và tấn công vào cái hệ thần kinh trung ương, và cuối cùng là nó sẽ đi về não. Thì người mắc bệnh dại sẽ có biểu hiện là cảm giác bồn chồn, hồi hộp, lo lắng, rồi sợ nước, sợ ánh sáng, sợ gió, rồi lúc nào cũng run rẩy và thu mình ở trong một cái góc. Cái đó là nó biểu hiện toàn phát rồi. Còn nếu mà trước đó đó, khi mà mình mới bị bệnh dại đó thì nó cũng có giai đoạn ủ bệnh. Thì cái giai đoạn ủ bệnh nó sẽ giống như những cái nhiễm các loại virus khác, là mình sẽ có biểu hiện là thể là sốt hoặc là đau nhức cơ, nó đau đầu, cảm giác mệt mỏi trong người. Thì cái lúc đó thì nói chung là nó cũng khó phát hiện lắm. Tới khi nào mà nó có những triệu chứng cụ thể như là bắt đầu sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết đầm nhớt, rồi là đặc điểm là chảy nước dãi, thì lúc đó là nó cái giai đoạn nguy hiểm rồi. Thật sự mà nói thì bệnh dại là nó gần như là nó không có chữa được. Nếu mà người bệnh đã vô cái giai đoạn mà bệnh dại mà toàn phát rồi đó thì gần như chắc chắn là 100% là sẽ tử vong. Cách phòng bệnh dại tốt nhất là mình không để những cái con vật nó cắn hay là nó cào xước vô người mình. Tại vì mình không thể nào mình biết được là nó có mắc bệnh dại hay không. Chỉ cần trong cái giai đoạn ủ bệnh á, khi mà con vật nó chưa có biểu hiện bệnh dại á, thì nó đã có thể là lây truyền cho mình rồi. Thì mình giống như mình nuôi chó mèo thì mình phải cẩn thận, mình không có tiếp xúc gần quá để nó cắn hay là nó cào cấu mình. Hoặc là nếu mà mình dắt chó mèo đi ra đường á, thì mình có thể mình rọ mõm nó lại để cho nó không cắn người khác, tiêm ngừa bệnh dại cho chó với mèo để phòng bệnh cho nó. Nếu mà nó lỡ mà nó đi ra ngoài nó bị những con vật khác cắn, như là các động vật hoang dã như là chó mèo hoang hoặc là dơi chẳng hạn, hay là con chuột, khi nó cắn những cái con vật nuôi của mình thì nó có thể là nó lây bệnh dại qua cho những con vật nuôi, và từ đó thì những con vật nuôi nó sẽ lây cho mình. Bởi vì cách tốt nhất là khi mà mình có nuôi động vật ở trong nhà thì mình nên đi tiêm ngừa bệnh dại cho nó. Khi mà mình lỡ mà mình bị những cái con vật á, chẳng hạn như chó mèo nó cắn hoặc là nó cào xước mình mà mình có vết thương á, thì mình phải lập tức là mình phải nhốt cái con vật đó lại, mình theo dõi và mình phải đi rửa cái vết thương đó, phải rửa dưới vòi nước sạch khoảng 15 phút. Nếu mà có xà phòng thì mình rửa bằng xà phòng, hoặc là rửa bằng các dung dịch sát khuẩn như là Dipodine hay là cồn 70 độ hoặc là oxy già, mình rửa sạch vết thương. Rồi sau đó mình sẽ băng bó lại. Nếu mà vết thương chảy xước nhẹ đó thì mình không có cần phải tới sở y tế liền. Nếu mà lúc đó là nửa đêm chẳng hạn thì mình có thể để tới sáng hôm sau mình đi. Còn nếu mà mình có vết thương mà nó rách sâu, vết thương nó rộng, chảy máu nhiều thì mình phải lập tức đi đến các cơ sở y tế gần nhất để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái vết thương cho mình. Sau khi xử trí vết thương xong thì có thể là mình sẽ phải chích ngừa uốn ván và chích ngừa dại.
Khi mà mình mắc bệnh dại á, nếu mà nó đã vô cái giai đoạn toàn phát á, thì gần như tỷ lệ tử vong là 100%, không có thuốc điều trị. Do đó là khi mà mình có nguy cơ bị mắc bệnh dại, chẳng hạn như là bị chó mèo cắn hay là có bị vết thương hở, thì tốt nhất là mình phải đi chích ngừa vaccine dại. Thì khi mà mình chích ngừa thì trong cơ thể mình nó sẽ tạo kháng thể. Khi mà nó tạo kháng thể đủ nhiều thì nó có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống lại cái con virus bệnh dại. Thì thật sự những cái phương pháp nhân gian gần như là không có tác dụng đối với con virus dại. Bởi vì khi mà nó đã xâm nhập vô người rồi đó, thì nếu mà mình rửa sạch sẽ, vệ sinh kỹ càng, mình sát khuẩn vết thương thì có thể là nó sẽ giảm được cái lượng virus. Nhưng mà không thể nào mình chắc chắn là 100% là cái vết thương nó không còn cái con virus dại. Thì nó vẫn có thể là còn một số con virus dại nó sẽ xâm nhập vào vết thương và nó tấn công vào cái dây thần kinh của mình. Và nó sẽ từ cái vết thương đó, nó đi theo dây thần kinh, nó sẽ về não, nó làm tổn thương não.